Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc một bộ sản phẩm, đó là bộ sản phẩm bằng chất liệu gỗ gụ mang tên gọi là Trường Kỷ Đại. Bộ sản phẩm này là bộ gồm có 3 món, 2 ghế dài, 1 bàn. Chúng tôi làm theo yêu cầu hàng đặt của khách hàng ở Quảng Ninh. Chúng tôi làm cho gia đình anh Hưng, anh ở Quảng Yên, Quảng Ninh. Một bộ Trường Kỷ Đại, bộ này gồm có 2 ghế dài và 1 bàn. Thì chiếc ghế dài này chúng tôi làm với kích thước là dài 2m17, chiều sâu là 57, vào thước phong thủy lỗ ban, đó là vào số đỏ, số đẹp. Bộ Trường Kỷ này là dạ chúng tôi đục ngũ phúc kim tiền, và bên trên phần vách thì chúng tôi chạm tùng cúc trúc mai tượng trưng cho xuân hạ thu đông bốn mùa. Và ván mặt chúng tôi làm dày 2 phân, ván vách chúng tôi làm dày 3 phân, và hai phần tay cuốn này chúng tôi làm xoáy ốc trông rất là đẹp và bắt mắt. Chúng tôi đã hoàn thiện màu vernis sáng cho quý khách hàng. Trong video trước chúng tôi giới thiệu tổng thể bộ hoành phi câu đối và bộ bát biểu chấp kích. Và video clip này chúng tôi sẽ quay riêng một bộ Trường Kỷ này cho quý khách đam mê về ghế trường. Tôi xin nhắc lại kích thước của chiếc ghế dài là dài 2m17, sâu 57, cao 89. Dạ là chúng tôi đục ngũ phúc kim tiền. Phần vách là chúng tôi đục tứ quý nằm trong lòng chảo hay còn gọi là oval. Hiện tại cơ sở Đồ Gỗ Lanh đang còn rất nhiều các cái bộ sản phẩm như này, đang còn hàng mộc, thì quý khách có thể qua địa chỉ Đồ Gỗ Hiền Lanh tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để xem thêm. Mà quý khách ở xa không về được thì chúng tôi sẽ làm video hàng mộc giới thiệu tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc để biết được. Trong video sau chúng tôi sẽ lại tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ sản phẩm hàng mộc, hàng chưa hoàn thiện đánh bóng. Sau khi chúng tôi quay lại video clip hàng hoàn thiện một lượt thì chúng tôi sẽ bàn giao cho quý khách. Chúng tôi hoàn thiện màu vernis sáng này rất là đẹp, màu vàng sáng. Quý khách có yêu cầu hay thắc mắc gì về các cái sản phẩm đồ gỗ, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn báo giá cụ thể cũng như giải đáp các cái thắc mắc của quý khách về cái chất lượng sản phẩm cũng như là kích thước và mẫu mã. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các cái video mới nhất mà cơ sở đưa lên. Chúng tôi liên tục cập nhật các cái mẫu mã mới nhất để cho quý khách cập nhật được tình hình các cái sản phẩm đồ gỗ thị trường trên mạng YouTube cũng như là mạng Facebook. Quý khách cần lấy hình ảnh thì quý khách có thể truy cập vào trang chủ Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Chúng tôi đang tải rất nhiều các hình ảnh sản phẩm về đồ gỗ cũng như là về đồ đá rất nhiều tại địa chỉ kênh Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Và video này đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong clip trước chúng tôi đã giới thiệu các cái bộ sản phẩm Trường Kỷ Huế, Trường Kỷ Ngũ Lân, và trong video này thì chúng tôi giới thiệu bộ Trường Kỷ tứ quý lòng chảo, dạ đục ngũ phúc kim tiền. Và quý vị lưu ý là các cái phần tay cuốn chúng tôi có làm các cái xoáy ốc để phân biệt với các cái hàng chợ bình thường trên thị trường, quý khách không bị nhầm lẫn. Đây là tổng thể toàn cảnh bộ bàn ghế Trường Kỷ cũng như là các cái bộ chấp kích bát biểu ở phía sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu riêng. Trong video này chúng tôi giới thiệu tới bộ Trường Kỷ. Bộ Trường Kỷ hay còn gọi là bộ Tràng Kỷ, thường thì được kê vào nhà thờ. Và cũng có khách hàng gần đây thì có nhu cầu làm bàn ghế ăn. Chúng tôi cũng vẫn đóng theo các cái sở trường cũng kích thước phổ thông, dài 2m17. Bộ Trường Kỷ này thì thường thấy ở trong các cái nhà thờ cổ hoặc nhà thờ gỗ. Và ít khi thì chúng ta dùng vào phòng khách. Thường thì ở trong nhà gỗ thì nó sẽ hợp.
phòng khách phòng ăn thì là nó là trường hợp hiếm rồi. Chiếc bàn này chúng tôi làm kích thước là 57 x 1m27. Toàn bộ là được hoàn thiện màu sáng, trông rất là đẹp và bắt mắt sang trọng. Quý khách có nhu cầu về làm trường kỷ hãy liên hệ tới chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Chúng tôi đang sản xuất rất nhiều các cái bộ đồ thờ cúng, trong video sau chúng tôi sẽ giới thiệu. Quý khách hãy đăng ký kênh để cập nhật các cái video mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi.